Xin chào các bạn, mình mới vừa đặt mua một cái combo những cái khay thông minh để trồng rau, bên giao hàng họ vừa mang đến cho mình luôn. Hôm nay mình sẽ khui cái bọc này nha. Đây là cái combo gồm 5 cái khay nhựa thông minh. Mình sẽ tìm hiểu trong video này tại sao gọi nó là thông minh nha. Và những cái khay này mình có thể trồng những cây nha đam không? Mình mua này thì mình trồng rau ha, nhưng mình xem coi những cây này có phù hợp với trồng những cây nha đam Mỹ ở nhà mình không. Giờ mình sẽ khui cái bọc này ra. Thường mình đặt những cái combo trên Shopee, thường combo 5 khay hoặc là 10 khay các bạn nha, thì giá của nó rất là rẻ nha, tính luôn cả phí vận chuyển thì gần 40k thôi. Nếu mình mua combo 10 á, thì 10 khay thì rẻ hơn nữa. Do đây là lần đầu mình đặt mua trên mạng cho nên mình không biết chất liệu nhựa như thế nào, nên mình mua có 5 khay thôi. Tại vì mua trên đó thì tùy theo đơn vị bán hàng nữa. Đây là 5 cái khay nè. Mỗi cái khay vậy là có một cái tấm lưới phía trong nha, với một cái khay. Giờ mình sẽ xem cái kích cỡ nó như thế nào nha, để mình dỡ ra một cái. Đây họ để phía trên nè một cái khay, mình lấy ra một cái khay trống. Đây nó như thế này, một bộ nó nè các bạn. Rồi về thông số của nó thì mình coi nha, có để phía dưới này nè. Đây là thông số của cái khuôn họ đổ thì mình thấy là 65 nè, 42,5 và 16, thì số lớn là chiều dài 65 cm, chiều ngang 42,5 và chiều sâu là 1,6 cm. Đây mặt trong của nó có một cái tấm nhựa nè và có những cây trụ như thế này. Giờ thì mình xem nó thông minh như thế nào nha. Trước khi tìm hiểu thì mình sẽ đo kích cỡ bên trong để xem có phù hợp trồng rau hay nha đam không. Đây thì họ thiết kế để trồng rau ha. Chiều ngang hoặc lòng của nó là 36 nha, 36 cm, và chiều dài thì để mình xem hoặc lòng bao nhiêu. Chiều dài của nó là rơi vào 57 nha, 57. Và chiều sâu mà có tấm lưới á, khi để tấm lưới á, thì phần đất phía trong mình còn để khoảng bao nhiêu, thì nó rơi vào khoảng 13 nha, 13, 14, 14 ha, gần 14 một chút. Nếu mình để đất vào trong cái khay này thì mình để hụt xuống như vậy thì tính ra cái lớp đất mình để trong này thì còn rơi vào khoảng 10 cm các bạn nha. Qua mình thấy nè, nãy giờ mình thấy thì phía trong này nè có một cái tấm lưới nhựa nè gồm những cây trụ nè. Như vậy là trong cái khay của mình á lúc nào cũng giữ một lượng nước nha. Đây lúc nào cũng giữ một lượng nước, tại vì đây nó có hai cây trụ và đầu mỗi một phía trên cây trụ nó có hai lỗ thoát nước, một khay gì có hai hốc nước thì cái lượng nước nó giữ lại mình coi khoảng bao nhiêu nha, bằng cách mình đo cái chiều cao cây trụ này nè. Cây trụ này thì nó khoảng gần 3 cm đó, vậy là một lớp nước từ 2,5-3 cm một lớp nước. Lúc nào cũng cái khay mình nó giữ nước lại, vì thế là rau mình lúc nào cũng không bị thiếu nước. Đồng thời á, thì mình thấy nè chất tan, chất dinh dưỡng á, nó sẽ động lại phía dưới này nha. Khi nó đầy lên á, thì nó sẽ thoát ra ngoài, thường nó nặng hơn nước thì phần nước nó sẽ thoát ra ngoài thôi. Điều này thì tiết kiệm tối ưu được cái nước nè. Rồi cái thứ hai nữa là tối đa cái chất dinh dưỡng mình bón cho cái khay rau này. Đồng thời mình thấy nè, khi mà để cái tấm lưới lên thì
từ cái lớp đất trở lên này, ở dưới này nghĩa là một có một cái khoảng không nè, nó chứa nước và chứa không khí nha. Vì thế khi rau mình trồng trong cái khay này nè, là không khí nó sẽ có từ dưới lên và từ trên xuống luôn. Cái cây rau mình phát triển rất là tốt nha. Lúc trước thì mình hay trồng thùng xốp thì mình tìm những cái thùng xốp mà thành nó thấp á, rồi mình khoét lỗ thoát nước ở thành thùng xốp, mình cũng chừa một lớp nước ở phía dưới. Tuy nhiên thì thùng xốp thì nó kích cỡ nó không đồng đều, mình khó sắp xếp trong cái khu vườn rau mình lắm, cho nên thời gian sau thì mình quyết định mình đổi qua những cái khay này, khay thông minh này. Thì những khay này mình có thể làm những cái kệ sắt mình ấy lên nha, mình treo lên, hoặc là mình để ở phía đất, phía dưới mặt đất á, thì mình sẽ kê cao lên. Đồng thời những cái trụ thoát nước này nè, mình dùng những cái lon mình hứng nước, khi đầy lon mình có tưới lại cho rau luôn, như thế là tiết kiệm tối đa được cái dinh dưỡng phân bón cho cây rau. Qua tìm hiểu á, thì một số người quen bạn bè mình đã xài rồi á, thì những cái khay này thì họ nói độ bền nó khoảng 4 đến 5 năm nha, nghĩa là cái lão hóa của cái nhựa này nè, thì mình thấy thời gian đó thì cũng rất là lâu rồi. Kích cỡ nó đồng đều, mình kê nới vào trong cái khu vườn rau mình cũng rất là tiện. Thường trồng rau á thì mình nên mua những cái khay màu tối đó các bạn nha, cho nó phù hợp với cái môi trường đất. Những rau mà thường này thì nó có ba màu nha, màu xanh nè, mình thấy có màu xanh và màu trắng nữa. Tuy nhiên thì trồng một số cây kiểng á thì mình mua những cái màu sáng như xanh trắng rồi cho nó thẩm mỹ. Còn mình trồng rau thì nên chọn những cái màu tối này nè, cho nó tiệp màu đất để cây rau mình nó phát triển tốt. Những cái khay này mình có thể trồng được rau mầm nè các bạn. Thường thì mình giống như trồng bằng cho cháu hoặc bụng dừa, thì mình rải lên đây nè, một lớp nè, rồi thì rau mầm nó lên rất là tiện lợi. Về kích thước này thì mình thấy thì size này mình mua size nhỏ, chiều sâu của nó còn khoảng 13 cm, thì chiều sâu nè, sâu của đất đổ vào 13 thì việc trồng nha đam thì mình thấy cũng không phù hợp lắm. Nếu mình trồng nha đam mình nên tìm những cái khay mà thiết kế dạng này nè, mà cái chiều sâu của nó hơn 20 cm, từ 20 cm trở lên thì việc trồng nha đam mình thấy nó ổn hơn. Như những cái chậu bên đây nè, những chậu C12 của mình nè, thì chiều cao của mình là thường hơn 20 cm à, nó rơi vào khoảng 27 luôn, nhưng mà cái lớp đất mình thường thường là mình nó rơi vào 24-25 đó. Thì như vậy cây nha đam nó mới vững và ổn, nó đủ cái lượng đất. Có những cái chậu nè, mình mua loại chậu liền nè, chậu không có khoét đáy, mình khoét bên hông nè, mình chừa lại một lớp như này, nước nó động nè, cây nha đam lúc nào cũng đủ nước. Đây là những chậu C12 mà không khoét lỗ, mình về mình tự khoét. Đây có những cái hàng lỗ mình tự khoét nè, thì nó cũng một dạng của khay thông minh á, là giữ một lớp nước phía trong khay. Đó, mình hôm nào để mình tìm những cái khay có độ sâu lớn hơn mình về mình trồng nha đam thử xem như thế nào. Hẹn các bạn ở những video clip sau nha. Này thì phù hợp rau thôi, tại vì thường rau mình cần hình lớp một lớp khoảng 10 cm đất là mình trồng được rồi, lớp mỏng ha. Và này thì mình tiết kiệm nha, mình thấy tiết kiệm nước nè, phân bón rồi đó, và rau lúc nào cũng đủ nước. Mặc dù như mình đi làm mình tới ngày một lần vào mùa nắng vậy đó, nhưng mà những cái khay này nó
nó giữ được cái độ ẩm trong đất cũng rất là tốt nè nha. Rồi thôi mình kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn đã xem video này nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Giờ thì mình sẽ để đất vào và trồng rau thôi.